Cả nhà ơi, em hôm nay đi ghé thăm vườn anh Sĩ nha cả nhà ơi. Con Bến Tre, chung một lớp của anh Sĩ. Chào mọi người. Đây là cát la gia cả nhà ơi. Mấy đứa trồng cũng hoa lan. Con cũng hoa lan hết. Chắc là ai cũng vậy kìa. Sư phụ luôn. Thôi vậy xô cái họ cứ dập hoa hết. Ở đâu? Ừ. Đó là sao? Ai dời cái đó đi. Ừ. Không mất qua trong á thắng mất bên ở cái nách trong. Đi đi. Ở thành phố. Cái tiếng thầy là biết thì nhận ra liền. Cho cô gì trên mạng. Ờ, cho thầy trên mạng. Ủa, cho cho em qua cái cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Ơi quá trời luôn. Cát gì đây em biết. Ê, thầy này cát gì thầy? Bông bự vậy là cát gì thầy? Cát tường. Thằng đó là tin ốp tay quanh. Tin ốp tay quanh. Thầy ơi, nó trồng gì được cái điểm nào chứ thầy? Đẹp rồi, đẹp rồi. Đúng là theo đây mình cắt cái này bỏ. Ủa? Ủa? Trời ơi, cát bông như vậy nè cả nhà ơi. Cái gì tay quan, cái gì tay quan, cái gì đó. Quên nữa rồi. King of Taiwan. Đây là trâu rừng. Trâu Thái chứ, trâu Thái. Cái này đâu thấy anh mới nhập hả anh Sĩ? Không, cái đó anh trồng năm rồi đó. Ngu đẹp dữ ta. Cái này là trồng được 1 năm rồi nha cả nhà. Rồi rồi em show cho cái nhà coi là ngọc điểm nè. Nó. Này anh dép lên nè. Đầu mắt ghế rồi nè. Rồi này cái này vài bữa ra bông nè. Thơm nữa. Đẹp nữa rồi. Ngọc điểm rừng không à? À, đứng rừng. Trời ơi. Đây là học viên của thầy. Đến tham quan vườn anh Sĩ ở Thốt Nốt. Cần Thơ. Dạ. Trời ơi cái rễ nè. Để nè. Cái nhà thấy không? Trời ơi. Rắn chia hai đầu luôn. Hai xe lít nước. Hai xe là đủ rồi nha. Chị mà để nhiều quá phí. Trừ khi là xử lý ví dụ như đất thì mình cũng sao là thằng này nhá là giai đoạn đường là xanh nhá. Thế nhưng mà thí dụ có một giai đoạn mình cho ăn cái rễ nó lại chuyển màu nâu kia là sao? Không vấn đề. Cái như thằng Ngọc Điểm này. Là sao? Không ngộ quá. Cái này màu xanh chuyển màu nâu. Màu nâu này màu tím này này thì bình thường là có độ xanh nhưng sao nó màu tím này là do cái gì? Đây một cây ngọc điểm rất là nhiều vòi. Đây ở dưới đây cũng vậy nữa nè cả nhà ơi. Em quay rồi ghế hai đầu cái gì. Em đo lấy tay đo thử rồi. Cho chị tắm đi. Wow, ôi bằng cái ngón tay của mình đó. Nhân hồn đi nè bằng cái ngón cái nè. Ở của em nó ra cũng vậy nè mà cái lá nó không đẹp nè. Một cây năm vòi nè, đủ chưa? Em đang chụp hình đấy. Năm vòi luôn, đếm đi. Đủ chưa mấy anh chị, thấy đủ chưa? Cũng xương cá nè vậy ha. Còn nó bám rễ mà nó đứt cái cây lên nè. Ồ. Ủa còn cái bữa anh nhớ vườn bự lắm mà ta. Vậy là cái vườn này là vườn ảnh trồng ấy nè. Vườn chưa đạt hay gì nè. Chà, căng à. Căng à. Ở này anh thấp hơn của anh Ninh phải không? Căng gì thấp hơn anh. Biết anh nói căng gì không thắng. Cái gì? Căng cái ông bố mẹ. Căng để lớn lên chè mẹ nó sẽ hai bên. Rồi tim bên kia nữa. Của người ta hả? Thì mình ăn được vài năm cây mình cũng bự lên rồi. Mà đỡ hơn anh, trên anh vườn hai bốn bên hết ba bên. Thôi em xin phép ở nhà. Ồ em quay qua một cái cây vanda cái. Ồ cây vanda bông cũng không tệ đâu.
À, ở đó ông còn đống kia nữa kìa. Ô, đây là Vanda cả nhà ơi. Tụt hết con rồi. Vanda này tụt hết con rồi. À, Vanda đó. Khó chịu hơn ha. Con tụt hết rồi. Không phải dễ ăn đâu. Bởi vì ở mình đây đồng Vanda hơi chua. Đây em rồi em xin ngưng video đây nha cả nhà. Em sẽ làm một cái video thứ hai là nó cái vườn lớn hơn xíu, nó sẽ đạt hơn. Giờ đang có hoa luôn cho cả nhà mình xem luôn. Rồi em cảm ơn cả nhà mình nhiều nhé.